Mùa hè về với Chợ Lách, ngoài có nhiều trái cây ra, chúng ta còn có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon nữa đó các bạn. Và trong chuyên mục Món ngon xứ Dừa ngày hôm nay, Cẩm Tiên xin mời quý vị và các bạn đến với Nguyễn Gia Farmstay để cùng thưởng thức món ăn ốc hến cuộn chừa rám. Xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi nhé. Quý khán giả thân mến, vào cái dịp mà khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch, khi quý khán giả đến với Chợ Lách thì sẽ được tận hưởng nhiều cái món ăn rất là thân thuộc, được chế biến từ ốc hến. Ốc thì chúng ta có thể luộc xả nè, làm gỏi, và đặc biệt là hến thì có thể làm nhiều món như là hến xào xả ớt, bánh canh hến, cháo hến. Và hôm nay trong chuyên mục Món ngon xứ Dừa, chúng tôi đang có mặt tại Nguyễn Gia Farmstay, và đứng kế bên là chị Bảy sẽ hướng dẫn với chúng ta thực hiện cái món là ốc hến cuộn với dừa rám. Và để chế biến món này thì chúng ta phải chuẩn bị là ốc và hến chúng ta đã làm sạch và là chế biến chín, những nguyên liệu gia vị thông thường và đặc biệt không thể thiếu đó chính là hành phi. Và sau đây xin mời chị Bảy hướng dẫn nha chúng tôi để thực hiện món ăn này ạ. Con ốc đắng rửa sạch, luộc chín, lấy ruột. Chuẩn bị sẵn một phần hến đã được vớt lấy ruột. Sau đó phi thơm một ít tỏi băm, cho hến vào xào với hành phi, hành lá, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Rau ăn kèm chúng ta có thể chọn các loại như lá cách, rau thơm, dưa leo sắc lát dài đoạn, dừa cuốn, khóm thì bỏ cùi, cũng sắc lát dài để cuốn. Dừa rám thì nạo mỏng. Nước chấm là nước tương pha tỏi ớt vừa ăn. Các nguyên liệu chuẩn bị hoàn thành thì bày trí chung lên một mẹt tre, kèm thêm bánh tráng mỏng để cuốn. Quý vị khán giả thân mến, sau khi chúng ta mà chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu thì tốn khoảng chừng 10 phút để chế biến cũng như là sơ chế cái món ăn này. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng theo dõi cách chị Bảy cuốn và thưởng thức món ăn này nhé. Quý vị khán giả thân mến, ốc hến thì được bắt từ sông, nó có cái vị ngọt tự nhiên, đặc biệt là được sơ chế với hành tỏi phi, nó làm tăng thêm cái hương vị của món ăn. Và điểm nhấn của món ăn này chính là dừa rám, dừa thì không quá mềm cũng như là không quá sơ, làm tăng thêm cái độ béo và ngọt cho món ăn. Và càng đậm vị hơn khi chúng ta dùng chung với một chén nước chấm tròn vị như tấm lòng người dân Chợ Lách gửi đến du khách phương xa.